Miền quê Đông Bắc thân ái chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình lại trở lại với thước quay màn hình này để cùng tâm sự về cách làm sao để phát triển kênh YouTube của mình nhé các bạn nhé. Các bạn có ý tưởng gì thì comment bên dưới màn hình nhé, để dưới video của mình nhé, để chúng ta có những ý tưởng cùng nhau phát triển hơn nhé. Trước thì mình thì xem qua về cái trang tổng quan rồi cái kênh của mình đã. Hiện giờ kênh của mình đã có 1.605 sub rồi nha các bạn nhé. Và cái tháng này ấy, 28 ngày cuối cùng này là mình có thời gian xem là 59.500 phút nhé. Và số lượt xem đã là 24.000, hơn 24.000. Và số người đăng ký tăng cho kênh mình thì là quá ít luôn. Và mục doanh thu thì chưa có nha các bạn nhé. Và bây giờ mà các bạn mà muốn kiểm tra kênh của mình có bao nhiêu thời gian rồi thì các bạn ấn vào chữ xem thêm này. Rồi. Ngay ở trên trang tổng quan thì có một cái biểu tượng tuyệt vời, số lượng của kênh của bạn đã tăng 137% vì người xem quan tâm hơn tới một trong các video cũ của bạn. Cái này thì tận hôm nay mình mới thấy xuất hiện đây, còn những ngày trước mình kiểm tra thì không có các bạn nhé. Để mình nhấp vào xem nào. À, và như vậy là số lượt xem kênh trung bình ngày của kênh thay đổi xấp xỉ từ 630 thành xấp xỉ 1.500. Như vậy là người xem quan tâm tới cái video nhà vườn 2019 của mình ấy. Thì cái video đấy thì mình cũng quay bằng một cái điện thoại rẻ tiền thôi. Nên là chất lượng hình ảnh nó cũng chưa đáp ứng lắm được so với sự mong đợi. Nhưng mà người ta quan tâm nhiều, người ta thích vào xem nhiều nên là YouTube người ta tự động người ta đề xuất cho mình ấy. Thì cái video này trong một tuần gần đây thì từ hơn 1.000 lượt xem đến hiện nay đã lên đến 11.000 lượt xem rồi. Nó tăng rất là nhanh các bạn nhé. Còn về cái phần mà các bạn kiểm tra về cái phần các cái lượt video mà đăng không được nhiều lượt view đây là rất là ít luôn này. Thời gian xem phút. Đấy, cái thời lượng xem trung bình anh em xem thì cái này nó không phải là một người xem, nó có người xem ít, người xem nhiều các bạn nhé, nên là nó tính bình quân thôi, trung bình ấy là 2 phút. 2 phút 26 giây. 2 phút 21 giây, như thế là kênh của mình cái lượng giữ người xem là rất ít nhé. Người đăng ký mũi tên quay lên này. Thời gian xem từng người đăng ký các bạn thấy ít không ạ? Cái người chưa đăng ký là đến 92,2% luôn. Mà những người đã đăng ký thì chỉ có 7,8% thôi. Rất là ít. Lượt thích thì với lượt không thích thì là ít thôi, nó đạt 96% là quá tốt rồi. Đấy, những cái video hàng đầu này của mình này, nhưng đây là mới 28 ngày nhé các bạn nhé, 28 ngày mà nó đã được là 24.300 phút. Video câu cá chấm mà mình mới tung lên thì được 5.229 phút. Như vậy là thời gian lên rất là nhiều luôn. Đây là những cái video hàng đầu trên kênh của mình nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn muốn kiểm tra thì các bạn có thể rồi các bạn chấm vào cái phần doanh thu này là các bạn bỏ qua, tại vì là kênh của mình là chưa có chi phí các quốc gia hàng đầu, chi phí cho mỗi lượt hiển thị quảng cáo mình chưa có dùng quảng cáo đây các bạn nhé. Chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị quảng cáo là chưa có mục để hiển thị cho, tức là kênh của mình nó lên hoàn toàn tự nhiên nhé các bạn nhé, chưa phải mất một cái gì để mà quảng cáo liên quan đến quốc tế nữa. Và cái phần khám phá này lượt hiển thị từ hình thu nhỏ là 194,063 lượt, mà cái tỷ lệ nhấp cũng rất là ít này các bạn này, có 8,6% thôi. Còn loại nguồn lưu lượng truy cập từ video đề xuất là 33,8%, tìm kiếm 24% là tốt rồi. Còn các cái hình thức bên ngoài ví dụ như là fanpage hay là các cái Zalo rồi các cái kiểu là nó cũng đạt rồi. Đây các bạn lưu ý nhé, ở cái phần Facebook này các bạn thấy không, các nguồn bên ngoài đấy, bên ngoài nhé, bên ngoài người ta nhấp vào nhé là 83,6%.
Đây là những cái bên ngoài thôi, nó tuy là nó như thế thôi nhưng mà thời gian của nó cũng không được là bao nhiêu. Đấy là cụm từ tìm kiếm này, các bạn xem cái mục này mới quan trọng này. Ví dụ như cái mục mà nuôi cá chấm cỏ của mình với lại Trung Thu Tuyên Quang này thì nó cũng tăng lên khá là nhiều, chiếm khá nhiều phần trăm. Còn những cái video hàng đầu này thì đề xuất, người ta đề xuất nội dung YouTube, người ta đề xuất là các bạn có thể để ý trên giữa màn hình của mình nhé, các video đầu xuất nội dung của bạn này 100% thế, video này đấy không phải là video của mình nhé, nhưng mà người ta đề xuất cái video của mình trên cái video của người khác ấy. Cách lợp ngói vít ngói trắng men này cũng thế nhá, và từ cái video nhà vườn của mình là người ta đề xuất mình vào các cái kênh lớn như này này đấy. Và cây dổi ghép nhé các bạn nhé, cây dổi ghép mình cũng được đề xuất khá là nhiều, nó cũng tăng rất là nhiều đấy. Còn các cái danh sách phát hàng đầu này là mình cũng cảm ơn rất nhiều anh em, người ta đã chấm vào cái danh sách phát để xem này, từ văn hóa giải trí ẩm thực Đông Bắc lang thang Hà Nội và danh đấy các bạn nhé, danh sách mà các bạn yêu thích nhé, kết hợp nhé là nó cũng vẫn tăng nhé các bạn nhé. Các bạn mà yêu thích video của em, các bạn hay xem đi xem lại, nó cũng tăng được khổ 6% là tốt lắm rồi đấy. Nên là video trồng từ cây kinh tế cũng rất là ít luôn. Và tiếp đến các bạn gạt đến cái phần kiểm tra giới tính. Để các bạn, tại sao các bạn phải kiểm tra xem cái mục này là cái nội dung của mình làm ấy là nó phù hợp với đối tượng nào. Đây như của mình đây, các cái kênh video của mình thì thường nam xem nhiều hơn, tại vì ở trong kênh của mình nó tổng hợp mà nó có các mục nhảy nhót của chị em phụ nữ nữa thì người ta xem chỉ khoảng 19,9%, nó rất ít thôi. Còn nam xem đa phần về các mô hình kinh tế và những cái ăn uống ấy thì nó chiếm đến hơn 80% nữa đấy. Và độ tuổi thì cũng trẻ quá thì không có đâu nhé, cũng phải từ 18 độ lên hết, tại vì kênh của mình không dành cho trẻ em. Quốc gia đứng đầu ở Việt Nam mình 87,5% này. Hoa Kỳ ấy là những anh em mọi người cùng làm kênh ấy, ở quốc gia Hoa Kỳ ấy là mình cũng tương tác được 0,8%. Các bạn làm ở View Việt Nam các bạn nên nhớ nhé, các bạn càng tương tác với những cái người ở bên nước ngoài thì view các bạn càng chất lượng hơn nhé các bạn nhé. Đấy như Đài Loan này là 0,3%, Nhật Bản là 0,3% này, Hàn Quốc 0,1%, tại vì là những cái kênh này là do mình, người ta hay gọi một từ đi chéo nhau ấy, những kênh đấy vẫn được kiếm tiền bình thường nhé, các bạn đừng nói là đi chéo nhau không được kiếm bật kiếm tiền nhé, vẫn được bật bình thường. Mà trong khi đó những cái bạn mà mình đã chéo với người ta thành công hết lâu rồi đấy, anh em có đầu tư thì có hưởng thôi. Còn nội dung tương tác này, cái này quan trọng các bạn nhé, số lần nhấp trên giới thiệu thẻ trên mỗi dòng quảng cáo hiển thị ấy, không biết là có một cái ngày nào ấy mà mình vô tình mình nhấp vào cái dòng thẻ là mình nhấp vào vài chữ thôi mà nó lên cái nội dung này, số lần nhấp trên giới thiệu thẻ trên mỗi dòng giới thiệu thì hiển thị đây này, là mình có nhấp được một cái thôi chứ mình cũng không biết đăng kiểu gì cho nó nhấp được nhiều vào, nhưng mà nó tăng lên đấy các bạn ạ. Khi chấm vào đấy thì nó hiển thị nó khá là nhiều đây này, cũng lên đến 100 rồi còn gì nữa. Đấy các bạn nên kiểm tra nhé đây này. Và cái danh sách phát thế nhá các bạn nhé, hiện nay lượt xem trong đây khá là đang tụt này, nó nhếch nhăng nhá cái này thôi này, các bạn nhìn này, có lúc thì chấm vào đây là nó hiển thị cho những ngày tháng này, cái này là nó 28 ngày nhá, hiển thị đây là lượt xem trong đây khá là giảm rồi, thì nó mũi tên đỏ quay xuống ấy. Đấy là toàn bộ các cái những cái nội dung trong cái YouTube Studio nhá. Còn bây giờ các bạn muốn kiểm tra toàn bộ cái thời gian của mình trên kênh thì các bạn hãy làm theo cách của mình ở đây này. Cái tổng quan này nhé các bạn nhé, là ở đây trong đây có thời gian xem phút, các bạn chấm vào cái mục thời gian xem phút này thì nó sẽ chuyển giao diện đến 28 ngày cuối cùng là nó rơi vào 59.513 phút. Thì mũi tên xanh nhé, và rất là tốt, phát triển kênh mình đang phát triển rất là tốt nhé. Để các bạn ấn vào đây thì nó có cái mục 365 ngày qua, các bạn chấm vào nhé. Để các bạn kiểm tra xem là kênh mình đạt bao nhiêu nghìn phút đây, 2.256.847 phút. Như vậy là yêu cầu của YouTube trong 365 ngày là chỉ có 240.000 phút thôi là đã đủ điều kiện rồi. Đã đủ điều kiện, các bạn xem mục hiển thị đây, nó có lúc mình đã đến 12.000 phút. Đấy, trong vòng một thời gian ngắn như vậy thì video được đề xuất đấy các bạn, thì nó sẽ không phải được vừa đăng lên là được đề xuất đâu, hình như là được đề xuất trên kênh của mình thôi. Đây, và các bạn tiếp tục chấm vào và các bạn xem toàn thời gian nhé.
Đấy, toàn thời gian của mình đây này, 266.219 phút, một thời gian quá nhiều luôn. Bây giờ các bạn lấy 266.000 phút mà các bạn chia cho 1 giờ là có 60 phút. 1 phút thì có 60 giây, thì vậy là như vậy là kênh của mình dư điều kiện. Dư điều kiện để mà mình là gửi đơn để ấy rồi, nhưng mà mình cũng chưa làm được đấy các bạn ạ, vì mình thấy nó vẫn chưa ổn. Tiếp tục các bạn sẽ thoát ra màn hình chính. Đây nha, tất cả video của mình làm hiển thị, các bạn nhìn trên, mình cũng giới thiệu luôn cả ứng dụng mình hay dùng nhé. Đây là mình hay dùng để đăng video là có Chrome này. Để đăng nhé các bạn nhé. Đăng là có ứng dụng Chrome này, và ở trên màn hình này thì mình có cái chữ video ADD cho nhạc qua video ấy, và cắt ghép vậy thôi. Mình chưa từng sử dụng một cái ứng dụng gì liên quan đến phải cao cấp cả. Mọi cái quay, thực hiện quay clip và thực hiện đăng video hoàn toàn qua chiếc điện thoại ghẻ của mình đây thôi. Các bạn nhìn là biết máy gì rồi, mình không cần phải giới thiệu nữa. Đâu có iPhone, iPad dùng như ai đâu. Nói chung bây giờ làm YouTube nó báo hoa rồi. Anh em nào mà có đầu tư thì anh em đấy hưởng thôi, chứ còn mình thì nói thật ra để mà tính ra mất thì cũng quá nhiều rồi, nhưng mà được thì chưa thấy đâu. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn đến kiểm tra ấy nhé, kiểm tra tính năng kiếm tiền nha. Bây giờ thì các bạn vào Chrome này. Ở phòng mình hơi ồn một chút là mình đang ở trọ nhé các bạn nhé. Đây, khi vào Google Chrome thì các bạn lý là có mục đầu tiên là trang tổng quan này, rồi YouTube và kênh của chính của mình đây, là các bạn chuyển qua trang web dành cho máy tính ở đây này, các bạn nhìn này, trang web dành cho máy tính nhá. Cái này các bạn phải tự mò ấy, chứ không phải là xem anh em người ta giới thiệu như kênh cái Thế Tâm rồi, rất là nhiều kênh lớn người ta giới thiệu rồi, nhưng các bạn mà chấm file thì nó không lên đâu. Đây các bạn trang tổng quan, mình vào trang tổng quan nhá, mục đầu tiên này. Các bạn vào này. Đây là một cái trang studio YouTube của mình nhé, trang quản lý của mình nhé. Mình dùng dữ liệu đây nó lag quá, nó chạy hơi chậm một tí nhé, các bạn thông cảm nhé. Đây các bạn nào mà mới làm thì nên xem cái video này. Còn bạn nào đã biết rồi thì có ý tưởng gì mới thì comment cho mình. Ở bên dưới video mình cảm ơn nhiều nhé. Đây các bạn có thể biết ở đây là có trường hợp này, cảnh báo nguyên tắc cộng đồng này, thì bây giờ mình sẽ chấm vào xem. Đầu tiên là cái mục cảnh báo nhé, nguyên tắc cộng đồng nhé, đây để mình chấm vào xem nào. Đây người ta có ghi ở đây này, cảnh báo nguyên tắc cộng đồng. Thì người ta có, vì đây là lần đầu tiên vi phạm này, tài khoản cũng không bị ảnh hưởng nhé, các bạn yên tâm nhé. Đây mình phóng to chứng lên cho các bạn nhìn này. Đây người ta có ghi đây, vì đây là lần đầu vi phạm nên tài khoản của bạn không bị ảnh hưởng. Chúng tôi chỉ cảnh báo một lần, cảnh báo này sẽ duy trì trên kênh của bạn. Thì cái nội dung mình cũng vô tình lắm. Mình cũng rất là tức YouTube ấy. Người ta cho rằng cái video của mình là gây hại đến trẻ vị thanh niên, nhưng thực ra không phải. Cái đấy là mình muốn tốt cho em ấy, mình có lời khuyên ở trong video ấy. Mình rất tiếc cái video ấy, ngay lần đầu tiên mình đăng lên chỉ trong vòng 10 phút nó đã lên hơn 10 phút đầu nó đã lên hơn 300 lượt xem, và nguyên một buổi đấy nó đã lên hàng nghìn lượt xem với người ta theo dõi này. Và chỉ có vài bạn nào đó, bạn xấu tính, bạn ấy gắn cờ phản đối, nên là mình ngay sau khi một ngày hôm sau là kênh của mình đã bị ăn một gậy nguyên tắc cộng đồng luôn. Bên này bé trai 7 tuổi thuốc nào cùng mẹ nhé. Đấy các bạn, mình không hiểu YouTube người ta đánh giá kiểu gì, người ta không xem hết nội dung của mình hay sao mà người ta đánh cho mình một gậy cộng đồng như thế. Từ đấy kênh của mình nó chìm hẳn đi ấy. Mà nó đang trên đà phát triển, mình rất là tiếc luôn, nhưng mà mình đã kháng nghị rồi, nhưng mà cuối cùng cũng chưa được ấy nữa. Mục khiếu nại vẫn xanh nha các bạn nhé, là mình không muốn khiếu nại một lần nữa. Thôi thì đằng nào chấp nhận mà vi phạm lần đầu đây mình không bị ảnh hưởng đến kênh là mình cũng thôi thôi. Nhưng mà nếu mình cố tình khiếu nại thì có lẽ là vẫn được. Ở trong cộng đồng YouTube nha các bạn nhé, nó có nhiều những cái gọi là nó bất thường lắm. Có người thì đăng lên thì những cái nội dung nhai đi nhai lại thôi, nhưng vẫn cứ được đề xuất và vẫn được bật cái tiền như thường. Còn những người làm chân chính, những người làm content thì lại chả thấy gì luôn đấy các bạn ạ. Đấy là một sự rất là thiệt thòi cho anh em nào mà làm content mà đúng của mình luôn, mà có ý nghĩa luôn, nhưng lại bị một số anh em người ta khiếu nại lên đấy. Có lúc còn phải sập cả kênh luôn đấy, các bạn lưu ý đến cái mục này nhé.
Còn về tiếp đến cái mục các cái mục ở trên này thì các bạn có lẽ các bạn xem các bạn hiểu hết rồi. Đây số liệu phân tích về kênh, các bạn cứ xem mục nào thì các bạn chấm vào. Đấy, và chờ nó lên hiển thị lên thì các bạn không được thao tác quá nhanh nhé. Thao tác quá nhanh thì các bạn nhầm lẫn đi đâu đi là vô tình mất cả video trên kênh luôn đấy. Và đây ngay cái biểu tượng ở bên phải đây, cái hình avatar của mình xuống kia thì có một cái chữ S đấy, là cái mục để kiếm tiền đấy các bạn. Đây mình sẽ chấm vào này. Đấy các bạn thấy chưa? Kiếm tiền từ kênh đấy ạ. Cái mục này là mục quan trọng nhé, mà anh em tất cả anh em làm YouTube ai ai cũng mong muốn rằng là đây là kết quả của mình đây. Còn đối với cái mục này thì anh em nào làm YouTube thì muốn có cái này hết. Mình cứ nói thật luôn, chả có anh em nào đi làm mà không muốn có một thù lao về cho bản thân mình, bao nhiêu thời gian công sức mình bỏ ra từ ý tưởng này, rất là đau đầu để tương tác với anh em này, lên xuống bao thời gian, để những thời gian đó đi làm phát triển kinh tế có khi còn thôi rồi ấy. Nhưng mà vẫn phải cố gắng, anh em đã theo đâm lao theo lao nhé. Như kênh của mình làm đến ngày hôm nay mất quá nhiều thời gian, tiền bạc cũng không hề ít các bạn ạ. Cứ một tháng nhé, tính mình tạm từ năm 2018 đến năm 2020, đến 2 năm nay, chỉ riêng tiền các bạn tính là đăng ký mạng thôi, các bạn biết bao nhiêu, các bạn cứ cộng vào 1 năm. Các bạn dùng gói nhỏ thì nó lắc lòi lắc quét ra làm sao làm được, nên các bạn phải riêng tiền mạng để cúng cho nhà mạng thôi, các bạn biết là nó là bao nhiêu tiền rồi. Và thời gian để các bạn dành để tương tác này, có khi đang ngồi ăn cơm mà vẫn phải tranh thủ xem hộ anh em bên kia xem một video, vừa xem thứ nhất là để học hỏi này, thứ hai là để ủng hộ anh em, vì mình xem nội dung chứ không phải là, kể cả nhé, mình nhắc lại nhé các bạn nhé, kể cả các bạn không làm YouTube mình vẫn xem cho anh em bình thường, tại vì mình xem thứ nhất là nội dung này, video anh em này làm hay không, hay là có những ý tưởng mới, ví dụ như nhiều anh em mà làm về xây dựng này, nhiều anh em mà làm về săn bắt rồi đánh bẫy rồi các kiểu rất là nhiều luôn. Nói chung chủ đề là vô vàn, nội dung thì rất là đa dạng luôn, không một cái gì mà các bạn không đưa lên hết. Trong một trong cuộc sống có hơi một cái gì thôi thì các bạn đều có hết. Đây nên là các bạn có thể nhìn rõ trên màn hình này nhé các bạn nhé. Ở bên này là có chữ mờ mờ bên dưới này, là để mình phóng lớn lên một chút. Đây các bạn nhé, cần đạt 1.000 người đăng ký thì bên trên của mình đã là mốc 1.600 rồi, là hai dấu tích này màu xanh này, là yên tâm các bạn yên tâm rồi nhá. Và cái mũi tên xanh lè này là cái mũi tên mình chờ đợi lâu nhất đây này. Hiện nay kênh của mình đã đạt 3.901 giờ xem công khai. Đấy, còn tất cả những cái giờ lúc nãy mình tính ra nha, kênh của mình nó phải khoảng 4.500 rồi đấy, 4.500 giờ đấy. Chẳng qua là YouTube chỉ công nhận cho mình là 3.901 giờ xem công khai thôi, và cần đạt 4.000 ở bên dưới này. Vậy như vậy là mình thiếu 99 giờ nữa để là đầy đủ yêu cầu đấy. Hai mũi tên màu xanh này đã tích rồi nha, các bạn nhìn rõ nhá. Thì ngay ở bên dưới này chúng tôi sẽ gửi email đến thông báo cho bạn khi bạn đủ điều kiện đăng ký. Hiện nay bây giờ thời gian bây giờ là mình chỉ cần chờ đợi cái Gmail đến thôi. Tại vì là ngày hôm qua thì mình kiểm tra thì nó chỉ có 3.782 giờ thôi, chỉ hôm trước hôm nay nó lên như thế thì hôm nay nó phải lên đến gần 100 giờ chỉ riêng ngày hôm nay. Thì lúc nãy mình mới cho các bạn xem là người ta quan tâm đến cái video nhà vườn của mình ấy, chỉ riêng một ngày hôm qua nó lên 1.500, sắp chỉ 1.500 lượt cho đến hôm nay mình kiểm tra. Đây đây là một cái view mà rất nhiều anh em mới làm như mình mơ ước thật sự. Mình cũng rất cảm ơn YouTube, người ta đề xuất cho mình quá nhiều. Mà lúc đấy mình kiểm tra là mới có người ta có đề xuất cho mình 33,8% nhé các bạn nhé. Đây kết quả của mình đây nhé các bạn nhé. Những cái này là những ai làm YouTube như anh em mình mua cùng mơ ước luôn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại màn hình để mình kiểm tra lại đúng có đúng là người ta đề xuất cho mình 33,8% nhé. Ở đây mình trở lại đây rồi mình thoát khỏi cái trang này đi các bạn nhé. Đây và mình sẽ vào YouTube Studio đây nhá, cái hình bánh răng ấy. Đây đây các bạn chấm vào ngay chữ xem thêm này đây. Đấy xem thêm này, và các bạn gạt sang cái phần khám phá. Đấy các bạn thấy không, video đề xuất 33,8%.
Tức là YouTube người ta đề xuất cho mình có 33,8%, các bạn nếu 100% mà được 33,8 cứ gọi 4,4 rồi như thế là một mức quá tốt đấy, như thế là một mức tốt đấy anh. Đấy, và thêm một cái mình muốn chia sẻ với anh em làm nhé, các bạn lại vào trang Google Chrome cho mình này. Đấy, các bạn vào cái phần trang tổng quan đi. Lại vào trở lại nhé, các bạn vào trở lại, mình mạng mình hơi yếu một chút nhé các bạn nhé, nên là nó chạy hơi chậm. Các bạn nào mới làm thì nên xem để mà biết rằng là đừng bao giờ sốt ruột. Đấy, các bạn vào cái chấm phần có cái hình tin nhắn này, các bạn dùng điện thoại thì đấy cái chữ bình luận đấy. Đấy, thì ở trên mục này thì các bạn chờ nó lên nhé, đây này. Các bạn xem nhá. Những cái phản hồi mới nhất gần đây nhá, có Duy Trần Đèn Lít này. 7 phút trước này, ở hồ cá to thế. Cá gì thế bạn? Đấy, các bạn phải để ý rằng nếu người ta không xem video của mình, hẳn một con chấm lù lù, cá chấm lù lù như thế thì làm gì có chuyện cá gì thế bạn nữa, đúng không ạ? Như vậy là các bạn này là tương tác không ấy nhá, các bạn, những các bạn này là tương tác, các bạn nên xem lại cách tương tác mình nhá. Đây là có thể bị vi phạm gian lận này. Rồi con tum này, plus này, cá to đã, ốc xào thịt cá nhậu ngon quá, nên các bạn đây, anh Lê Thắng Mua Xích này, ngon quá, nhậu là ok luôn này, hồ rộng thật. Đây đây đây, đây là những cái bạn mà bị giữ lại để phản hồi nhá. Và cái việc của các bạn bây giờ là như nào, các bạn sẽ duyệt, sẽ duyệt những cái tin nhắn, coi như các bạn chấp nhận hết những cái tin nhắn này này. Đấy, thấy không các bạn, ở đây là có câu cá tự nhiên này nhá, 2 giờ trước là người ta ấn 3 cái like này và 3 dấu tích này này, là người ta giữ lại đây nhá, vi phạm gian lận đây nhá, là người ta sẽ, bây giờ mình sẽ phải đánh dấu tích vào đây. Đấy đấy, mình bây giờ mình sẽ ấn dấu tích, và sau đó các bạn ấn vào cái dấu móc để phê duyệt cho cái bạn này này. 22 tiếng trước rồi, thảo nào là 22 tiếng rồi nhá, mà mình chưa nhận được cái câu cá tự nhiên này lên đâu, tại vì mình chưa phê duyệt, mình phải phê duyệt cho người ta đấy. Như vậy là đã phê duyệt đúng không, đây các bạn, nó những cái hình này nó trắng ra rồi, còn giữ lại để xem xét được không, rồi mình đã phê duyệt hết cho tất cả mọi người rồi đấy. Di Trần Đèn Lét này là đã, mình đã duyệt hết rồi nhé mọi người nhé, đây duyệt rồi, đây đã tặng trái tim đầy đủ đây nhé các mọi người nhé, đây đầy đủ. Và thêm một cái nữa, anh em mới làm thì anh em cố gắng mà xem nhé, chia sẻ những cái này nó khô khan lắm, nó chả có văn vở cái gì hết rồi, cái này nó thực tế, tai các bạn nghe, mắt các bạn nhìn, chứ không thể nào mà có chuyện anh em làm như nào sai lệch nhau cho anh em được. Đây này, còn cái phần người ta bên studio người ta phân tích cho mình này, đây này các bạn nhìn thấy như này cũng là tốt lắm, các bạn thấy cái tỷ lệ nhích các bạn thấy nó quá đạt đúng không? Đấy, số lượt xem mà ấy nó tăng lên trong cái gần đây, những cái nấc thang lớn này là từ cái video mình đăng cái câu được con cá chấm đen ở hồ ấy. Với lại đây video nhà vườn này các bạn đã nhìn là biết rõ rồi này, thời lượng xem nó rất bình thường, nó chỉ 2 phút 2-3 giây thôi đấy, các bạn nhìn thấy tai nghe mắt thấy đấy, không bao giờ có chuyện lừa dối nhau ở đâu đây. Đây còn các bạn nhìn thấy câu cá chấm đen khủng hồ tự nhiên này là video tải lên gần đây này, cái thời lượng nó xem ghê không, giữ thời gian trung bình là giữ đến 4 phút 48 giây, đến gần 5 phút luôn. Còn cái video mà kỹ thuật chăm sóc cây rổ ghép này các bạn, tại sao nó được nhiều giờ thế, tại vì người ta xem đến 5 phút 25 giây. Nên các bạn nên kiểm tra nhé, những cái video này như thế này nhé các bạn nhé. Đấy, những cái video nhiều nhiều nhưng mà người ta chỉ xem vài chục giây hay một vài phút là video đấy. Chỉ cả có đánh quảng cáo vào đấy mà người ta còn chưa xem đến quảng cáo thì lấy gì gọi là mình làm gì có tí thù lao nào, gọi là và là video để lấy cho số lượt xem chứ chả có gì tác dụng gì. Đấy, tại sao mà nhiều người anh em làm bảo là nhiều lượt xem lắm nhưng mà tại sao doanh thu lại ít như vậy, nó ở chỗ này đấy các bạn ạ. View có hàng bom tấn thật nhưng mà người ta không xem nội dung quảng cáo, cho không ủng hộ nội dung cho mình ấy, thì mình cũng chả kiếm search gì được từ những cái đấy đâu, rất là ít luôn. Ở đây nhá, một cách nữa để lấy thư viện nhạc nhé, các bạn chấm vào cái hình nốt nhạc ấy. Đấy, rồi đó các bạn tìm để mình để mấy nhá, đây đây trở lại người ta sẽ chuyển hướng đến một cái trang khác nữa các bạn nhé. Ở cái trang này là một cái giao diện cũ của Google Chrome, nhưng mà hiện giờ là vẫn sử dụng được này, bây giờ nó vẫn hiển thị, nó hơi chậm một chút. Phiên bản YouTube này sớm ngừng hoạt động đấy, nó sớm ngừng hoạt động là vì nó chuyển qua một cái giao diện mới rồi. Ở đây thì một kho nhạc đấy, các bạn muốn chọn bài nào thì các bạn đấy lấy nhạc đây, yên tâm không bị vi phạm bản quyền nhé các bạn nhé.
đấy các bạn mới làm thì sau đây thì mình sẽ trở lại cái trang trang chính đi để mà tiếp tục mình chia sẻ thêm một cái nữa là để các bạn kiểm tra là tại sao các bạn lại không nhận được đăng ký mà tại sao lại không nhận được chuông thông báo nhá. Đây ở cái ngay cái mục đây các bạn ấn vào cái mục ở giữa này có kênh đăng ký đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây để cho nó load lên đã. Đây các bạn ơi, ở bên trên cùng này các bạn ấn lên chữ tất cả. Đây trước trước khi ấn vào đấy mình hướng dẫn qua các bạn về cái này đó, đây là những cái video nổi người ta đề xuất nhé. Các cái kênh mình đăng ký đây này. Giả dụ như cái kênh thời tiết kênh VTC4 này mình đăng ký nhé, đây người ta lên này. Rồi là tử vi mà hai con giáp những cái mình đăng ký nhé các bạn nhé, đây người ta đề xuất lên đây. Đây là sau khi các bạn đây các bạn chấm vào xem như này chẳng hạn này nè. Đấy các bạn thấy không? Đây là mình ấy nhá, mình xét qua các bạn nhé. Còn các bạn để xem như này thì các bạn xem cho người ta hầu như là phải hết cái ấy đi. Như kênh này là không, như video này là không có quảng cáo, các bạn có để ý không có gạch màu vàng này. Đấy. Đến thời điểm này, các bạn phải xem cái nào, các bạn phải xem cho nó hết đi. Như cái video này thì nó rất là ngắn rồi các bạn ơi. Báo cáo nhanh của 40 nó chỉ có 1 phút, 1 phút 17 giây thôi. Đấy. Như thế này mới gọi là xem đúng nha các bạn nhé, các bạn mà xem mà hơi chọc chọc vào đi tour đi rồi có mười mấy giây các bạn xem người ta cái đấy các bạn tự hại. Và nếu mà bạn không làm YouTube không sao, bạn mà làm kênh của mình nhưng mà các bạn đi tương tác người khác như thế tự bạn tự hại bản thân mình luôn. Các bạn phải để ý xem nhé cái hình tiếp theo ở cuối video nó như nào nhé các bạn nhé. Đấy, đây là cách để mình xem cho một cái video cho bất kỳ một bạn nào nhé. Các bạn nhìn thấy cái hình màu đỏ nó chạy gần hết chưa? Tăng 270.000 người vào buổi tháng 3. Đấy các bạn thấy không ạ? Đấy, như video này là nó không có cái hình nhấp hiển thị tiếp theo nhé, mà các bạn cắt nó đi. Đấy, sau đó các bạn vào cái phần tất cả đây, các bạn chấm vào cái tất cả này. Các bạn nên dành thời gian đây ạ. Các bạn để ý nhá, ví dụ như anh năm lúa với lốc này. Các bạn hình chấm màu xanh không? Đây là người ta hoạt động, các bạn người ta đang hoạt động nhé. Đây, 23 channel đây, 91 HT du lịch và đời sống này các bạn ấy, những cái kênh mình đã đăng ký cho người ta nhé. Anh Xì Lai Châu này, rất là nhiều luôn, đây, không thể đọc hết được luôn. Thì những cái hình đấy nhé là các bạn biết không, đây là những cái hình người ta đang còn ở trên, người ta đang bật mạng nhé các bạn nhé, đây này. Ví dụ trừ thạch optical đấy cũng thế này. Có thấy không? Nếu các bạn muốn tương tác thì qua kênh Chư Thạch Optical nhé, ủng hộ cho nhé. Đây rất nhiều, đây có Cá Phúc, Vlog đây. Tóm lại là những cái kênh mà anh em cứ để ý, em mình kéo thử một đoạn nhé, là các cái kênh mà như Cuộc Sống Của Anh Ta, rồi là những cái bạn thành công rồi là đều quen mình hết nhé, đều quen miền quê Đông Bắc Vlog, miền quê Đông Bắc hết nhé. Câu Cá Tràn Nờ này, Câu Cá Tự Nhiên, những cái anh em này là toàn bộ là đã từng tương tác chéo với mình nhá, mà người ta thành công hết rồi đấy, anh em mình cố gắng nhá. Đây là những kênh lớn mình đăng ký người ta, ví dụ cái kênh DVH Audio này nhá. Cho các bạn chấm vào xem nhá. Đấy, các bạn thấy không? Video rồi các thứ đi. 20.000 nên mình đăng ký đây mà mình cũng thỉnh thoảng mình xem video ủng hộ rất nhiều luôn. Đây rồi các bạn trở lại nhá. Rồi còn rất nhiều kênh lớn luôn. Đấy, dân tộc Mường người rất là nhiều. Đấy, và mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé, các bạn ấn sang phần quản lý đấy ạ. Đây, các bạn mới làm nên xem nhé các bạn nhé. Đây này các bạn, cái các bạn nhìn thấy cái hình chuông nó mở ra hết chưa? Các cái hình chuông mà nó có hai cái biểu tượng le le ra như này ấy, là những cái hình chuông ấy là mình nhận được chuông. Tuy nhiên đến ở ngay 366 ngày hạnh phúc vlog là cái hình chuông nó đóng lại. Tại sao ạ? Tại vì đây là nó lỗi do cái cài đặt kênh của các bạn ấy thôi. Bây giờ muốn lấy lại chuông thì các bạn phải chấm vào đây. Đấy. Và nó chỉ lên chữ một số, không có gì một số. Thì các bạn hủy đi, sau đó các bạn hủy đi, các bạn đăng ký lại nhé. Đây các bạn có thể ấn vào kênh 365 ngày hạnh phúc đây. Chấm một hình avatar ấy các bạn nhé. Đây, chấm vào đây. Đấy các bạn đây, và mình bây giờ mình phải làm sao để mình lấy lại.
Bây giờ các bạn phải đánh lên cái phần tất cả đấy, các bạn thấy chưa? Như vậy là thông báo từ 360 là hạnh phúc là tất cả nhé, các bạn ok một cái. Rồi, đấy các bạn thấy chưa? 365 ngày hạnh phúc là đã lên chuông rồi. Và đối với tất cả anh em kênh ở bên dưới, các bạn kéo lên để xem đây này. Cái BBTV này là mất, nó bị gạch kéo chuông luôn này. Tại sao lại gặp trường hợp thế các bạn biết không? Nên là cái khi nào mà BBTV nó lên video mới này, phát cái tiếng là các bạn không bao giờ nhìn thấy luôn, các bạn ấn lên tất cả đây. Đây hình chuông đã mở ra các bạn thấy không ạ? Và ấn vào, nó tích vào. Như vậy đã xảy ra sự cố với mạng. Như vậy là kênh này hiện giờ các bạn phải thoát ra và các bạn tìm đúng kênh BBTV này để bật lại, để hủy đăng ký và đăng ký lại. Bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ thực hiện luôn cho các bạn nhá, chữ BBTV viết hoa nhá. Bây giờ mình sẽ thoát ra nào. Trở lại trang chủ nào. Và các bạn tìm chữ kênh BBTV viết hoa hết. Đấy. Đấy, BB được chưa các bạn? TV. Và các bạn tìm ra. Ở đây thì nó sẽ lên rất nhiều những cái này luôn đây. Các bạn đây đây các bạn đã nhìn thấy không đây? Ở ngay giữa màn hình đây là chúng ta đã nhìn thấy BBTV 3,8 triệu người đăng ký. Có 828 video. Đây là một cái kênh lớn nhất mà mình đăng ký để mình ủng hộ kênh này rất là nhiều luôn. Đây, các bạn có thể thấy trải nghiệm đi thu gom rác hay cùng cô lao công BBTV đây. 2,9 triệu lượt xem thôi nhé. Bây giờ các bạn muốn lấy lại chuông thông báo thì các bạn vô tình các bạn nhấn vào đây. Nhấn vào chữ đăng ký nha các bạn nhé. Và các bạn chữ hủy đăng ký đi. Đấy, như vậy nó lên chữ màu đỏ rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi nó lên cái chữ màu đỏ như thế này nhá, và bây giờ các bạn muốn lấy được chuông các bạn sẽ phải thực hiện đăng ký lại. Rồi, và đây sẽ ấu chuông đã mở ra, và như vậy là mình đã thực hiện được BBTV mở chuông được. Chỉ cần khi ngay kênh này người ta có video mới thì mình có thể xem, nó sẽ thông báo đến đến trên kênh của mình nhé. Đây vừa rồi là những cái kỹ năng mà mình cũng như tất cả các bạn ai làm YouTube thì chúng ta nên quan tâm và tìm hiểu nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình chưa kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người.